Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bi Salmon. Bữa nay thì mình sẽ tiến hành xây dựng một cái khu vực nhỏ nhỏ gần nhà mình ha. Nó cũng như là cái chỗ để mình có thể tập luyện chiến đấu cho các em Pokemon nhé. Vì sắp tới chúng ta cũng sẽ chào đón một nhân vật khá là đặc biệt. Mình nghĩ sẽ có nhiều bạn sẽ đón ra được nhân vật đó. Rồi, không liên tha liên thiên nữa. Giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào công việc xây dựng thôi. Nhưng trước tiên phải làm một cái dụng cụ rồi đó. Tại vì cần phải xới đất rất là nhiều á. Nên mình sẽ làm một cây xẻng á. Rồi sau đó mình sẽ tạo một cái hình nó hơi hơi tròn tròn một xíu ha. Ngay khu vực này nè. Tại vì gần nhà mình á, mình thấy nó khá là tiện luôn. Để coi coi hướng nào ta. Chắc mình làm hướng này quá. Ok, được á. Chiều ngang thì mình sẽ cho nó cỡ mấy ô vậy ta? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đi. 9 ô ha. Chiều ngang nó sẽ là cỡ 9 ô á. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu mở rộng nó ra như vậy. Được chưa nha? Ok, chắc được rồi đó. Tiếp tục là 9 ô ha. Rồi sau đó mình nối lại thành một cái hình vòng tròn thôi. Rồi mình đã nối lại xong rồi nè. Đó, mình sẽ được một cái hình giống như vậy ha. Tiếp tục thì mình sẽ chia một cái đường ở ngay chính giữa để phân chia cái hình này thành làm hai. Đó, kiểu như vậy ha. Rồi và cái này nó sẽ có hình dáng của một quả bóng chứa Pokemon mà nhìn từ trên xuống á. Đó, mình sẽ đào thêm một cái ô ở giữa ở đây nữa ha. Đấy, nó sẽ kiểu kiểu như vậy nè. Đấy, cũng ra dáng cái bóng chứa phết đấy. Đây, mình bay lên coi. Đó. Nhưng mà cái bóng chứa này nó hơi bị dài quá. Thôi kệ không sao. Đây là sàn đấu mà, nên dài dài xíu chắc cũng không có sao ha. Rồi, đào đất xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp vô mấy cái khoảng trống này thôi. Vật liệu xây dựng thì mình sẽ tận dụng mấy cái vật liệu mà mình sẵn có thôi ha. Đầu tiên là ở bên ngoài thì mình sẽ viền bằng một lớp hắc diêm thạch. Nhìn cho nó nổi bật hơn. Đó, sau khi viền thì mình... ở đây nữa đi. Viền đây nữa. Ui, có vẻ là thiếu rồi. Thiếu vật liệu xây dựng rồi. Oh no. Không ổn tí tẹo nào. Tiếp theo thì mình sẽ đào hết phần đất ở một hướng ra. Chẳng hạn như bên đây ha, mình sẽ xây là màu trắng. Tựa như cái hình ngôi nhà mình nè. Ở dưới là màu trắng, còn phía trên này là màu đỏ ha. Nhưng mà vật liệu xây dựng mình cũng gần hết rồi. Chắc một xíu mình phải đi tìm nhà chị y tá tiếp rồi. Giờ cảm thấy có lỗi với chị y tá quá. 11 chắc mình ghé vô mấy chỗ của chị y tá chắc trẻ đuổi mình luôn quá. Ghé vô là bớ hết nguyên cái nhà của người ta đi à. Nhưng mà hy sinh vì nghệ thuật ha. Mày cầm mồm đi. Biết chị tá có nhà không ấy nhờ. Chị tá ơi. Ủa, có nhà không ta? Ui, lần này chị tá có nhà rồi. Ơi mà chị tá quay nhà, quay mặt vô trong. Chắc không phát hiện đâu, chắc không phát hiện đâu. Sao mà phát hiện được. Ui, vẫn không phát hiện cơ. Đấy, tay nghề mình lên rồi, giờ lấy mà chị tá không phát hiện luôn. Bên đây nhà của mấy chị bán đồ cũng quá trời vật liệu xây dựng mà mình muốn nè. Ồ, mấy chị này hình như đang nói chuyện với nhau. Ok, ok, được đấy. Để mình lấy gốc vậy chắc không ai biết đâu. Được tiên sư, đây nữa nè. Trời, xây nhà gì mà ha. Phí phạm vật liệu vậy, để vậy ổn. Ở dưới đó cũng đâu cần phải đặt nhiều đâu. Đó, mình mượn gì mình xây cái chỗ tập luyện cho Pokemon của mình là hợp lý ha. Rồi nói cũng cảm ơn mấy chị nha. Ơi nhưng mà mình sẽ giả bộ mình ghé vô mình hỏi thăm coi mấy chị này bán cái gì ha. Bán bóng chứa đâu này. Wow, được cái ta. Thôi nhưng mà mình không có tiền nên mình không mua ha. Ok, rồi về nhà và hoàn thành nốt cái phần còn lại của cái chỗ này thôi. Không biết là len màu đỏ mình có đủ không nữa. Nếu mà thiếu thì chắc cũng hơi căng đó nha. Mình có 60 cục thôi. Chắc đủ quá. Gắn vào đây một ít khói thạch anh nữa là xong. Đấy, chỗ tập luyện của mình và mấy Pokemon đã có rồi. Nhưng mà khu vực này nó hơi trống á nha. Mình có nên làm một cái hàng rào xung quanh hay không? Đó cũng là một ý kiến hay á. Được, mình sẽ vô trong để sử dụng sắt á, chế tạo hàng rào sắt á. Mình rào một cái lớp ở bên ngoài là sẽ rất là đẹp luôn ấy. Đó, như vậy thì chúng ta đã có được một cái khu vực
đàng hoàng để có thể luyện tập cùng với các em Pokemon rồi. Ví dụ 11 sẽ có một trainer đứng đây đúng không? Mình sẽ đứng ở góc bên này. Đấy, kiểu kiểu sân nhà, còn đó là sân khách nha. Rồi sau đó hai người sẽ BK đây, hai em Pokemon sẽ đứng trước mặt. Trời ơi, hợp lý nhất nét luôn. Được nha. Rồi 11 có điều kiện thì mình sẽ xây mấy cái chỗ ghế cho khán giả nè, kêu dân làng ra đây làm khán giả cô Vũ rồi ha. Wow, nghe có vẻ hợp lý phết đấy nhờ. Rồi, đó là kế hoạch của sắp tới ha. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ làm một cái nhiệm vụ khác thôi. Ở trong làng á, lần trước mình có nhận một cái nhiệm vụ, đó chính là đi tìm cái... Không, chính xác hơn là đi khám phá thế giới kết thúc á. Nên hôm nay chúng ta sẽ tìm cánh cổng kết thúc á, rồi sau đó bước qua bên bển khám phá để hoàn thành cái nhiệm vụ thôi. Sẵn tiện mình sẽ qua bên bển để coi coi ở bên thế giới kết thúc thì mình sẽ gặp được những Pokemon gì mới hay không. Cũng hợp lý á, tại vì từ đầu tới giờ mình chưa có qua bên thế giới kết thúc. Được, hôm nay sẽ là một chuyến khám phá của mình và mấy em Pokemon để thử qua thế giới kết thúc á. Khá là hồi hộp đây. Rồi mình sẽ chế tạo trước mấy cái mắt của Ender để đi tìm cổng Ender trước rồi đó. Đây, phóng trước một con đi. Ồ, hướng trước mặt mình luôn. Ok, được, get go, đi trong đêm luôn nè. Đi Mewtwo ơi. Ồ, con hố Ultra nữa. À mà thôi, bữa nay là mình sẽ tập trung tìm thế giới kết thúc rồi. Bận rồi, bận rồi, không qua thế giới Ultra nữa đâu. Trời ơi, ba cái chỗ Pokestop kế bên luôn nè. Thử dòng mai nha, ba cái luôn á. Biết đâu lại có trứng 25 km. Nope. Ồ, không có. Trứng 2 km à. Nope. Ok, sao toàn trứng 2 km không vậy? Nope. Trời ơi, ba chỗ mà cho toàn là trứng 2 km không à. Thôi dẹp đi. Rao ra là em Pokemon nào? Ôi nhưng mà không phải, Zerora là một em trong cái chỗ đánh boss nè, chứ không phải là Pokemon ngoài tự nhiên. Ủa có cái nào em này không? Ô, hình như là em này thì phải. Ôi ôi, boss 5 sao luôn, hãy điện em này, hãy điện nha. Càng ngồi nhưng mà không sao, mình tin tưởng nhờ Mewtwo, vô em ơi. Hú hồn chim én, tưởng đâu có em này xuất hiện ngoài tự nhiên thì bá cháy luôn. Ui nhưng mà tiếc quá, mình không có theo dõi trận chiến này được. Cây thế nhờ, mình không quay cam qua góc khác được á. Yêu. Trời ơi, boss này khó đánh thiệt. Căng thiệt nha. Cái em Zerora đó hình như là một em... Em khỉ thì phải. Nè, đấy nè. Zerora là em này nè. Ui. Nhìn đã vậy trời. Em này cũng có thể xuất hiện ở vùng Savanna nhưng mà vào lúc chiều tối nha. Lúc hoàng hôn á. Đã thiệt. Giờ hình như đang hoàng hôn hay sao ấy. Được, nhiều khi mình bay lãng vãng ở đây một xíu mình gặp được ẻm luôn không chừng. Chỉ là mới gặp ẻm trong cái chỗ đánh boss thôi à. Có cơ hội nha. Thử mới được. Rồi, nãy giờ thì mình cũng đang trên đường đi tìm cái stronghold á. Nhưng mà có vẻ là vẫn chưa tới. Đi cũng được một đoạn rất là lâu rồi nhưng mà... Ê, đừng rớt. Chưa tới đâu ha. Chắc phải băng ra khỏi cái vùng sa mạc này cơ. Mình nghĩ vậy. Ê, khoan. Có dấu hiệu quay ngược lại rồi. Hình như son hâu nằm đâu đó dưới này. Kìa. Cắm đầu xuống rồi kìa. Ồ, vậy là đâu đó dưới này thôi. Hình như mình tìm đúng chỗ rồi. Giờ thì đào thẳng xuống dưới nha. Hy vọng là chuẩn nha. Ui mình nghe tiếng nhung nham. Hơi bậy nha. Phải đào ngang rồi. Đó. Chút xíu nữa là toan rồi. Ý, ở kia. Thôi ngại lắm. Trời ơi, đi tìm son hâu mà gặp được kim cương thì ngại chết. Thôi kệ. Ngại mà đào là đào à. Không có bỏ đâu. Ngại chứ không có chê nha. Rồi, lấy thêm mấy cái Firestone này nữa. Hả? Ủa lạ vậy. Chẳng lẽ mình đào sai hang ta. Ôi trên kia còn có mạng nhện gì nữa cơ. Ủa. Trời ơi, đây là nguyên một cái hang nhện luôn. Ui.
Tôi xong rồi. Mấy con nhỏ này đi ra. Ui. Trời, không cho đi qua thì thôi, làm gì can quýnh dữ hả? Người ta đi hướng khác. Vậy là mình đào sai hướng rồi, đổi hướng thôi. Vô lý vậy ta. À, đây, kế bên luôn. Bảo sao mình thấy coi đó sai à. Ê, cái gì? Mình đào một phát lọt ngay căn phòng. Kết thúc luôn rồi. Càng tốt luôn, đỡ phải mất thời gian đi tìm. Mèn đất ơi, lắp hai con mắt nữa. Đấy, thành công rồi. Ồ, ra là vậy. À, kế bên cái đường đào mình luôn nè. Vậy là hồi nãy mình tìm gần chính xác luôn á. Thôi, được rồi. Giờ thì chắc mình sẽ bước qua thế giới kết thúc luôn nha. Ủa, nhưng mà qua bển rồi có đánh rồng không trời? Ê, khoan nha. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ví dụ mình qua bển rồi mình đánh rồng bằng kiểu gì? Mình đâu có kiếm hay gì đâu. Ồ, căng à. Đánh rồng bằng cúp. Thử thách mới. Thử thách đánh rồng bằng cúp kim cương á. Vô luôn. Được rồi, let's go, liều luôn. Ui, có rồng thiệt. Oh no. Kìa rồng nè. Trời đất ơi. Sao giờ? Toan rồi. Trời đất, còn quá trời mấy cái pha lê này luôn. Chờ để mình thử coi. Mình dùng biện pháp nghiệp vụ. Ừ, không sao. Cách này vẫn được. Ui trời. Mình sẽ che block trước mặt mình á, để cho nó nổ ít nhận sát thương hơn á. Ui da. Nhưng mà cách này cũng tìm ẩn nhiều rủi ro nha. Hơi thốn một xíu á. Nhưng mà phải gán thôi chứ biết sao giờ. Cái cuối cùng. Gán vượt qua cái này nữa thôi. Ui. Từ. Đừng có vội. Vội là đi đó, vội là đi về thiệt á. Về bằng đường hàng không á chứ không có đơn giản đâu. Thu sẵn thế. Đừng có nổ banh xác nha. Rồi. Xong rồi, mình đã đập hết những cái pha lê. Ủa? À đây, hú hồn tiếng đầu rồng bị đơ chứ. Ui mà vấn đề tiếp theo là mình hết đồ ăn rồi. Thành thứ ra mình không có hồi phục được. Đánh rồng mà bằng cúp mới khổ chứ. Rồng nè. Đừng có tưởng tôi không có vũ khí là tôi sợ nha. Tôi có cúp á. Đừng có giỡn. Ui, rồng hất tung mình cơ. Nhưng mà rồng đâu biết được mình có cánh cứng. Trời. Ui da, ai da. Ow. Wow, khi tiến hóa sẽ thành Metaross á. Cũng quá trời đã luôn. Ở đây cũng nhiều Pokemon mới thiệt á. Rồng tiễn mình về bằng đường hàng không rồi. Cái đó là điều mình lường trước rồi á. Tại vì mình cơ bản mình không có vũ khí á, nên đánh rồng bằng cúp cũng hơi toan rồi. Mình thất bại rồi. Thôi mình sẽ rút kinh nghiệm, lần này mình sẽ mang theo vũ khí thôi. Để coi. Kiếm bằng ruby, được. Mình sẽ vác một thanh kiếm làm bằng ruby ha. Để mình xuống mình thịt con rồng dám bán hành cho mình hồi nãy. Đồng thời thì mình sẽ mở tủ lạnh, mình lấy cái bộ giáp của mình ra. Mình giấu lâu lắm rồi, bữa nay mới có dịp dùng nè. Đợi đấy rồng. Đợi đấy, đi Mewtwo. Trả thù nè. Thù này chúng ta không thể nhịn được. Phải trả thôi. Trời. Rồng đi ăn hiếp Pokemon nữa. Vậy là rồng càng đáng chết. Mấy em Pokemon có làm gì ngươi đâu mà. Đó cơ. Trời ơi, quýnh nhỏ cơ. Thánh thần ơi. Con rồng độc ác này. Mình bay lên luôn. Dí theo Mewtwo. Dí theo quýnh. Ui. Ui sao con rồng này quýnh như hách vậy. Nó quýnh sao quá. Ôi mình và Mewtwo không chạm được vô con rồng này luôn á. Vậy là phải đợi cho nó đáp xuống để thịt nó thôi rồi. Chứ mình đuổi theo là nó quýnh Mewtwo mình ngất xỉu luôn á. Liệm luôn á, không đùa đâu. Rồi, nó đáp xuống nè. Mình sẽ cho nó ha. Nghỉ bay luôn, chặt cánh á.
con rồng khủng khiếp. Người dám ăn hiếp à? Ăn hiếp mấy Pokemon à? Mình sẽ trả thù cho mấy Pokemon luôn. Ui. Trong lúc chờ đợi rồng, ôi ôi chưa chưa, để quýnh rồng tiếp cái đã. Mình thấy em Pokemon bên kia nhìn lạ lắm luôn á. Trời, khi mà mình xuống dưới thế giới kết thúc này á, tầm hiểu biết của mình về Pokemon được mở thêm một chút rồi. Mình gặp được rất là nhiều Pokemon có hình dạng kỳ lạ luôn. Wow, và con rồng này, người phải trả giá vì những hành động mà người đã gây ra cho ta. Ngủ đi con rồng kia. Này thì ăn hiếp mình với mấy em Pokemon nè. Vừa cái bụng lắm. Lầm lầm lầm. Hít kinh nghiệm, hít kinh nghiệm. Quá trời luôn. Quá đã, quá đã. Rồi cái trứng rồng này thì mình treo đó luôn á. Nó có trái tim gì cả. Xoay xoay nhìn đẹp vậy. Coi thử coi. Ồ, mình lượm được luôn rồi. Trái tim của rồng. Wow, đã vậy. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây để coi coi em này tên gì nha. Chơi Pokemon gì mà cái cổ dài như hươu cao cổ vậy á. Nhìn lạ lắm luôn. Tên là Rambar. Em này hệ rồng nha. Trời ơi. Em này chỉ có thể. Ê, gần đây có Legendary. Tên là Deoxys. Đâu đâu, Deoxys đâu. Trời 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 trời. Ồ, cái đảo này có chút xíu mà mình tìm không thấy ta. À đây 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 rồi, đây rồi. Ái chà chà, mình thấy được Legendary. Chỉ xuất hiện ở vùng The End đây rồi. Đó chính là Deoxys á. Có cái tướng kìa. Kiểu như ngoạn, giống như người ngoại hành tinh ấy. Được được, để bắt em này thì mình sẽ chuẩn bị thêm coi coi Thermoball nha. Mình nghĩ bắt em này sẽ rất là khó nên tốt nhất nên có Thermoball. Rồi, và người đề ba chắc chắn là Mewtwo rồi. Vô Mewtwo. Hệ tâm linh, đánh với hệ tâm linh nè. Coi coi. Mình sẽ đánh bằng kỹ năng Psycho Cut trước ha. Đấy, để kéo rỉa máu là chính thôi. Rồi, Deoxys cũng tấn công lại kìa. Nhưng mà không sao, tấn công đi, anh sẽ bắt cưng liền thôi. Với em này thì mình nghĩ mình nên dùng Fast Spawn trước nha. Chắc chỉ số tốc độ em này sẽ rất là cao đấy. Kìa, đánh nữa kìa. Tính nóng vậy thôi nha, đừng có đi quýnh quýnh sao mà lọt xuống. Cái hố đen là không có cứu được đâu đó. Với em này thì hình như hơi khó bắt. Ê. Nhưng mà mới than luôn. Tính ra mới than là khó bắt. Thì bắt được liền nè. Ảo thiệt đấy. Chưa dùng tới bộ ba thời tiết nữa. Mình đem vô để tăng á. Nhưng mà chưa kịp tăng nữa thì bắt được rồi ha. Đây, mình đã có được em Deoxys rồi. Em này là một Pokemon hệ tâm linh ha, bị ghê nha. Và em có dạng tấn công nè, dạng phòng thủ, dạng tốc độ. Ôi dạng, ôi dạng này nhìn giống Amon Earth vậy. Trời ơi, quá trời dạng luôn á. Thích ghê luôn. Wow. Và Deoxys còn có thể cho mình cưỡi và bay nha. Quá tuyệt vời luôn. Wow. Rồi vào nãy mình thấy trên đây có Pokemon rồng á. Đâu rồi ta? Nhiều lắm. Cái em rồng cổ dài á. Đây đây nè, đây nè, đây nè. Em vẫn chưa biến mất á. Vậy là có cơ hội để bắt em rồi. Được luôn. Wow, lần này nè, được luôn nè. Quá đã. Hiện tại thì mình có kỹ năng Recover này, nó hồi máu khá là ok cho Deoxys á nên ok, mình sẽ học luôn. Vẫn giữ lại kỹ năng hồi máu cho em ha. Học thêm Hyper Beam đi. Mai mốt có gì còn dùng nữa. Rồi, với này còn em nào mới không? Coi coi Rambar còn tiến hóa được không ta? Rambar chỉ có đúng một dạng đi thôi hả? À. Không có còn tiến hóa thêm á. Wow, có bay được không? Không, em Rambar này chỉ chạy được thôi chứ không có bay được ha. Vậy là nãy giờ mình thấy được em Rambar này là mới nè. Còn em nào khác không? Ở đây còn có Shiny gì nè. Gothorita. Gothorita là một Pokemon hệ tâm linh luôn. Ở đây mình thấy đa số là Pokemon hệ tâm linh xuất hiện ở thế giới kết thúc á. Xứ sở của Pokemon hệ tâm linh nè. Tâm linh thì mình sẽ dùng hệ tâm linh đánh nhau với em luôn ha. Đấy, chiến đấu một xíu với Gothorita đi. Cái này nhìn cũng khá là lạ nên mình sẽ thu phục luôn ha. Một phát ăn luôn. Bữa nay Ultra Ball cũng hiệu quả lắm nè. Được đó nha.
Hợp lý. Mình có nên đi khám phá thành phố không ta? Đi tìm thành phố không? Nếu qua đây mà không tìm thành phố thì cũng hơi ổn á. Được, đi thôi. Đi ship, chúng ta cùng nhau đi tìm thành phố kết thúc nè. A few moments later. Trời ơi, gặp được cái thành phố đầu tiên nhưng mà nó chút ẻn à. Thành phố gì mà bé thế? Lấy đâu ra rương cho mình? Su cà na thiệt, thành phố đầu tiên mà vậy đó. Lần này thì khác biệt rồi, hình như mình gặp một cái NCT to hơn rồi, có cái thuyền luôn. Yeah, phải vậy chứ, chị đâu gặp mấy cái thành phố kết thúc mà nhìn như cái chùa vậy đó. Thô nhưng thiệt á. NCT ít ra cũng phải có cái tàu nè, hoặc là mấy có mấy cái phòng bự bự cho rương đồ chứ. Chị mới đã. Lại gặp con Suker này. Mình sẽ thịt nó. Kẹo nó bắn mình á. Rồi, và có gì? Ôi, không có Master Ball rồi. Còn phía bên kia thì sao? Không biết là còn bất kỳ cái căn phòng chứa rương nào hay không nữa. Trên này có không? Ô, trên này cũng có rương nè. Được nha. Rồi, xuống nè. Coi. Master Ball. Master Ball. Yêu, chả có cái Master Ball nào cả. Quýt. Jupiter đây rồi. Hello. Coi Jupiter sẽ cho mình. Cái gì? Trời. Cho hẳn một cái trứng rồng mới chịu. Chơi lớn gì Jupiter? Chơi còn hào hứng nhảy nữa kìa. Trời ơi, cho nguyên cái trứng rồng để coi trứng rồng có nấu được không. Ôi, trứng rồng không nấu được. Tiếc thế nhờ. Không thì lại có món trứng rồng ấp la bữa nay rồi. Được. Ủa? Ê, không phải. Hình như Jupiter là một người khác nữa. Mình mới check lại nhiệm vụ nè. Hình như hồi nãy là cái nhiệm vụ khác chứ không phải là nhiệm vụ tìm thành phố kết thúc. Đây, Jupiter trong này. À, để coi Jupiter cho mình gì nha. Ủa? Jupiter cho mình thêm một cái cánh cứng á. Được đấy, tạm được nha. Ít ra cũng cho mình đồ mới. Quá đã luôn. Còn bên đây có thanh niên ở cỡ trần nè. Cho mình nhiệm vụ gì đây? Nhiệm vụ đánh bại Pokemon nè. Ôi, nhưng mà Pokemon này theo một trình tự nhất định nha. Bao gồm là Vikavolt nè, là cái em sau mà lần trước mình mới tiến hóa. Rồi Behiem, Pichu, Dusku, cũng như là Zorua. Càng ấy mình phải tìm đúng Pokemon đánh bại chứ không phải giỡn đâu. Cũng khó phết đó. Ồ, và lúc mình về nhà thì mình phát hiện có một thanh niên boss Gengar đứng dòm dòm mình. Láo tét thiệt. Thì ra cưng chọn cái chết hả? Điều xít vô xúc nó điều xít. Ngại gì dết bẩn, Dynamax cho em luôn. Điều xít quýnh nó đi. Này thì giỡn mặt hả? Đừng có giỡn nha, điều xít tính nóng vỗ công cao đấy. Đấm cái nữa em. Này thì ghen ga hả? Láo nháo là điều xít xử liền. Rồi, và mình được một viên Dynamax. Ủa, Mega của Gengar nè. Cũng như là một viên đá dép hệ rồng. Bóng rài á, thì mình cũng xuyên đi khám phá rồi tìm kiếm cái chỗ ngôi đền bóng tối. Với mục đích là mình sẽ lấy cuộn bí kíp võ công để mình dạy cho cấp phu nè. Nhưng mà tiếc quá à, mình tìm mãi chả thấy đâu á. Cay thiệt luôn á, không biết chừng nào cấp phu của mình mới có thể tiến hóa thành cái dạng cái gì quyền quyền á. Cái tên hay lắm, tên hay cực. Nên cấp phu hơi gắn nha. Anh sẽ gắn đi thêm vài hôm nữa, hy vọng là gặp được cuốn bí kíp rồi tiến hóa cho em sao. Chứ giờ mình cũng nôn nóng tiến hóa cho cấp phu lắm á chứ. Thường thường thì cái chỗ kiểu như là tòa tháp đó sẽ nằm gần biển á. Mình cũng rất là hay ra cái vùng biển nè. Đây là vùng biển thứ mấy mình cũng chả nhớ rồi, tại vì nhiều vùng biển mình từng đi qua quá. Nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có cái tòa tháp bóng tối nha. Đi vào cánh rừng này thì mình phát hiện ở trong góc có một em sao Magenta ngoài tự nhiên này. Rồi, ok, đó là những quả bóng mà mình tin dùng. Giờ thì vô thôi. Hồi hộp quá. Ê. Ui, em lên khiên luôn rồi. Ô. Căng vậy. Chắc phải bắt nhanh em này thôi. Trời ơi, lên khiên đúng đẹp luôn ha.
Trời, ước gì mình bắt được em này thì hay quá. Trời đất à, có khiên luôn à, nhìn thích ghê á. Fastball. Giờ chúng ta không nên đánh nhau nhiều đâu, tại vì mình chẳng biết là lỡ bất chợt mình đánh một phát em này ngất luôn thì không có bắt được á, uổng lắm. Thử lại nha. Fastball, chịu đi. Ui, suýt được. Lần này thì được rồi. Những quả fastball cuối cùng đã giúp mình bắt được Zamazenta. Ui, hồi hộp quá. Em này có giữ cái khiên trong người không? Đâu rồi? Ủa? Mình sẽ tìm em coi. Zamazenta. Đây. Ủa? Ui, em này có giữ cái khiên trong người. Oh, wow, thích nha. Đâu rồi? Đây. Mình sẽ cho em ra ngoài. Thử coi. Kìa, cho em mà khiên vô nè. Ngầu ghê luôn. Vậy là bây giờ mình không cần phải đi tìm khiên nữa rồi. Mình đã có một em có cái khiên rỉ sét để có thể trở thành cái dạng mà đeo khiên rồi nè. Nhìn đã thiệt sự luôn á. Uầy, coi kìa, thích ghê luôn. Ui, chiến này tính ra mình có chiến lợi phẩm phụ rồi. Định đi tìm cái tòa tháp cho cấp phu á, nhưng mà vô tình vớ được em này. Quá là lời luôn á. Ước gì mà mình gặp tòa tháp nó nhiều giống như mấy cái du thuyền này thì hay biết mấy. Gặp lần hai cái du thuyền luôn mới chịu á. Thôi vô đây lấy mấy cái ghế này về. Trang trí mai mốt mình làm chỗ cho khán giả coi mình tập luyện Pokemon ha. Cũng hợp lý phết đấy. Tranh đủ liền. Xin nha. Rồi. À, còn cái này mình không lấy thì cái bên kia nó thiên vị á, nên thôi mình lấy nốt rồi chúng ta đi tiếp ha. Không gặp tòa tháp thì mình gặp boss cũng súp luôn. Wow rồi. Ôi nhưng mà boss này thì mình phải lựa đội hình mới được. Tại vì đây là boss Kyori lận. Nên mình phải lựa đội hình mà mình ha, tin tưởng một xíu ha. Đây hiện tại thì mình sẽ cho bộ ba thời tiết nè. Zamazenta cũng vô chặn luôn. Rồi, bữa nay mình sẽ chơi đội hình như vậy đi. Vô. Cởi Kyrie quăng bển coi. Ôi da, rồi, xúc thôi. Mình có nên cho Kyrie vô trước luôn không ta? Được á, mình sẽ thử sức Kyrie của mình á. Để coi Kyrie khi đối đầu với Kyrie Bot thì sao. Dynamax em luôn, cho tự tin hơn á. Vô. Ui, bị đánh trước nhưng mà hên Dynamax nên vẫn còn sống. Phản đám nè. Ui, căng rồi. Ừ, boss đánh thục. Tấn công đi Kyurem. Đúng rồi. Trời ơi, Kyurem mình Dynamax lên bự hơn boss luôn mà. Quá dữ luôn. Cố lên em ơi. Rồi, em đã kéo được nửa máu của boss rồi ha. Là quá hay rồi đó. Kìa, kéo được gần 70% máu rồi. Tuyệt vời rồi. Em đã làm hết sức rồi ha. Mình sẽ thử cho Zamazenta coi. Ôi giời ơi, chiến binh của chúng ta đã trở lại rồi. Lần này có giáp luôn nha. Ủa, có khiên luôn nha. Mình sẽ dùng Cloud Combat cũng được. Không sao đâu. Thử nào. Tấn công đi. Ừ, kéo rỉa được cả đống máu luôn. Liệu rằng có kết thúc trận chiến này không? Zamazenta. Kết thúc luôn. Ui, được nha. Rồi, vậy là mình lại chiến thắng trước boss Kyurem rồi. May quá lần này thì Kyurem của mình nó kéo rỉa được rất là nhiều máu luôn, nên tạo tiền đề cho mấy em khác có thể chiến thắng dễ hơn á. Được thì sợ. Rồi giờ thì cưỡi Kyurem và trở lên trên mặt nước thôi. Mà sao tìm cái tòa tháp bóng tối khó quá à? Tòa tháp nước thì mình tìm được mấy cái liên tục luôn rồi, nhưng mà tòa tháp bóng tối thì tìm mãi chả biết là nó sẽ xuất hiện ở vùng biển nào ấy. Tuy hôm nay mình vẫn chưa cho bé cấp phu tiến hóa thành cái dạng bóng tối, nhưng mà mình đã có được một cái tin vui, đó chính là Zamazenta của chúng ta đã có dạng có khiên rồi nè. Cực kỳ đã luôn. Đồng thời thì mình còn có được một em bên thế giới kết thúc nữa, đó chính là Dioxit á. Em này thì cũng tương đối mạnh và nhanh nhạy nha, nên sắp tới mình cũng sẽ gán liền em cho cấp cao xíu để cùng tham chiến với các Pokemon khác nữa. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện nốt mấy cái nhiệm vụ đỏ nè, chứ để nó hiện ở trong đây hoài thì cũng hơi bị ngứa mắt rồi đó, hơi bị nóng rồi nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày khám phá hơi bội thu cho ngày hôm nay ha. Hy vọng là những ngày khám phá sau thì chúng ta sẽ may mắn hơn trong việc tìm kiếm các công trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp của mình. Bye bye.